không buộc nộp giấy hoàn thành chương trình 5 tuổi khi vào lớp 1. Đây là một trong những nội dung của văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2015-2016 của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trường hợp học sinh không có giấy gọi trẻ ra lớp 1 nhưng có hộ khẩu hoặc không có tên trong danh sách của hội đồng giáo dục phường xã thì nhân viên tiếp nhận hồ sơ phải giải thích và nhanh chóng báo cáo cho hiệu trưởng để giải quyết kịp thời. Cũng theo văn bản trên, hiệu trưởng trường tiểu học cần bố trí thời gian tiếp phụ huynh học sinh để giải thích, hướng dẫn rõ ràng, thông tin đầy đủ, tạo không khí thân thiện, phong cách lịch sự, văn minh trong quá trình tuyển sinh. Những năm trước, một số trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu phụ huynh phải nộp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi, gây khó khăn cho nhiều phụ huynh.